Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang đón xem kênh YouTube của forex.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, là một trader, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến swap. Đôi khi một trader sẽ gặp những trường hợp bị mất tiền mà không hiểu lý do vì sao. Cụ thể là giao dịch đang có lời, nhưng tài khoản lại bị âm. Nguyên nhân ở đây có thể là do bạn bị sàn trừ phí swap. Có thời điểm tiền lời sẽ không đủ để trừ chi phí, nên tài khoản của bạn sẽ chuyển sang đỏ thay vì xanh. Vậy swap là gì? Các chi phí swap tính như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay quý vị nha. Swap là gì? Phí qua đêm hay rollover hoặc swap là số tiền bạn cần phải chi trả hoặc nhận về để giữ lệnh qua đêm. Trong Forex, chúng ta phải theo dịch tiền tệ cặp và mỗi loại tiền tệ này sẽ có một mức lãi suất khác nhau. Khi giữ một cặp tiền qua đêm, các nhà giao dịch phải chi trả hoặc nhận một khoản tiền từ sự chênh lệch giữa hai mức lãi suất. Nếu lãi suất của cặp tiền bạn mua cao hơn lãi suất của cặp tiền bạn bán, thì bạn sẽ nhận được một khoản chi phí qua đêm. Tùy theo quy định của từng sàn, nếu lãi suất của cặp tiền bạn mua thấp hơn lãi suất của cặp tiền bạn bán, thì bạn sẽ phải trả lại cho sàn khoản chi phí đó. Cách tính phí swap được tính khi phiên Mỹ đóng cửa và tùy sàn, tùy đòn bẩy sẽ có cách tính khác nhau. Để tính chi phí của một cặp tiền, bạn có thể tra trên website sàn giao dịch đã đăng ký tài khoản hoặc tại phần mềm MT4 dành cho điện thoại. Để xem chi phí, bạn chỉ cần nhấn vào cặp tiền, sau đó chọn thuộc tính symbol, sẽ thấy có hai dòng chi phí qua đêm cho lệnh mua và chi phí qua đêm cho lệnh bán, chính là mức phí swap bạn phải trả hoặc nhận cho một giao dịch. Với phần mềm giao dịch MT4 trên máy tính, để kiểm tra phí swap, bạn chọn cặp tiền tệ muốn xem, chuột phải chọn giữa symbol hoặc có thể dùng lệnh tắt Ctrl U để kiểm tra. Giá swap hiển thị cho mỗi cặp tiền sẽ được tính theo một slot chuẩn. Ví dụ như cặp đô la Úc trên đô la New Zealand, bên dưới cả lệnh mua hay lệnh bán đều bị trừ 1.16 USD trên một lot. Tức là cứ giao dịch một lot qua đêm, bạn sẽ mất 1.16 USD. Bạn giao dịch bao nhiêu lot sẽ bị trừ bấy nhiêu tiền. Đặc biệt vào ngày thứ tư, hàng tuần phí swap này sẽ bị nhân 3, tức là thay vì chỉ trừ 1.16 USD thì bạn sẽ bị trừ 3.48 USD. Sàn giao dịch nào cũng nhân 3 phí swap cho hôm thứ tư, các bạn cần lưu ý điều này để có thể tận dụng chúng cho giao dịch của các bạn. Sở dĩ thứ tư phí swap được nhân 3 là để bù cho hai ngày thứ bảy và chủ nhật thị trường đóng cửa không hoạt động. Cách tận dụng swap có lợi cho trader. Nếu bạn là một trader hay giao dịch lướt sóng, có lẽ bạn sẽ chẳng cần quan tâm quá đến mức phí này bởi các lệnh đều được thực hiện và đóng trong ngày. Tuy nhiên, nếu giao dịch theo trường phái dài hạn daily trade thì bạn nên để ý tới phí swap. Bạn đừng coi thường vì có rất nhiều cặp forex có phí swap rất cao như vàng hay một số cặp tiền tệ ngoại lai như euro, ren Nam Phi có thể lên tới vài chục hoặc vài trăm USD trên một lot. Nên biết cách tận dụng phí swap có thể giúp tài khoản của bạn tăng đáng kể. Chọn trade với các cặp tiền tệ có swap dương. Nếu xác định giao dịch lâu dài thì bạn nên kiểm tra swap từng cặp, có thể ưu tiên những cặp cộng phí giao dịch qua đêm để được hưởng lợi bạn nhé. Tận dụng phí swap nhân 3 vào ngày thứ tư. Nếu bạn đang giao dịch có thể tận dụng điểm này, swap nhân 3 sẽ mang lại cho bạn một khoản kha khá. Tuy nhiên, bạn cần nhớ các sàn giao dịch vào thời điểm mới mở cửa của spread sẽ vô cùng giãn. Vì thế, khi xác định để qua đêm, hãy nới stop loss ra một chút để tránh bị quét lệnh. Chủ đề về phí swap cũng đã tạm dừng tại đây. Hy vọng phần kiến thức này sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn khi giữ lệnh qua đêm và giao dịch tốt hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày giao dịch thành công. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau.